Sau gần 3 năm thực hiện, tỉnh Long An có gần 700 bệnh nhân nghiện ma túy được điều trị bằng methadone, đạt 80% chỉ tiêu chính phủ giao đến năm 2015. Từ đầu năm 2016, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã khởi sắc trở lại, với tổng giá trị xuất khẩu tháng 1 tăng 11%. Tin thế giới, Liên đoàn Ả Rập liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố. Kính chào quý vị, chúc quý vị buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Vừa rồi là một số nội dung chính có trong chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 3. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng doanh thu vận tải bốc xếp dịch vụ bến bãi 2 tháng đầu năm 2016 là hơn 310 tỷ đồng, tăng gần 1,6% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, khối lượng vận chuyển hành khách là trên 8 triệu 400.000 lượt người, tăng gần 2,5%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa là trên 3.380 tấn, tăng 4,24% so cùng kỳ năm 2015. Doanh thu và khối lượng vận chuyển hàng hóa hành khách đều tăng so cùng kỳ năm 2015 là do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và đi lại làm việc, học hành, vui chơi, giải trí ngày càng tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đối với các hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, doanh thu giảm do các đơn vị kinh doanh hoạt động không hiệu quả. Riêng trong tháng 2 năm 2016, tổng doanh thu vận tải bốc xếp dịch vụ bến bãi ước đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng 2,15% so tháng trước và tăng 2,31% so cùng kỳ năm 2015. Thưa quý vị, thời gian qua, mặc dù huyện Cần Giuộc có nhiều giải pháp trong việc giải quyết nhu cầu về nước sạch cho người dân các xã vùng hạ, tuy nhiên, đến nay, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt vẫn tiếp tục tái diễn, đặc biệt là trong thời điểm này khi tình hình xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, thì việc thiếu nước sạch cũng trở nên căng thẳng hơn. Tại các xã Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Tân Tập và Đông Thạnh, thiếu nước sinh hoạt vẫn đang là vấn đề nan giải đối với người dân, và không chỉ năm nay mà là đã nhiều năm liền. Chuyện xây hồ trữ nước mưa bây giờ cũng không thể giải quyết rốt ráo, vì có bao nhiêu cái hồ thì cũng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Thế cho nên chỉ còn mỗi cách là phải đổi nước từ các xe qua các ghe với giá rất cao. Chi phí hàng của một chiếc nước thì nó cũng nhiều, cho nên nó là tôi đổi trung bình một xe nước của tôi vô tới trong đây thì nó khoảng 280.000 một xe. Một xe vậy nó có 4 khối. Hải xa với người ở xa thì nó khoảng 500-600 ngàn một xe, nhưng mà có lắm lúc là xe muốn vô đổi cho người bà con nhưng mà đổi không được, xe vô không tới, rồi ống không có, rồi bà con ở trong đó phải xách thùng chạy đi ra ngoài rồi là đổi lại từ thùng, mà tính ra cái giá mà đổi từ thùng cũng rất là mắc hơn là xe tôi vô trong đó tôi đổi cho bà con là 700 ngàn hoặc 600 ngàn một xe. Nhà em giờ cũng 4-5 người, nhưng mà nước thì xài cũng hiếm lắm. Giờ có hai cái hồ, và mỗi lần kêu nước nhiều khi xuống có kêu có liền, nhiều khi kêu mấy ngày mới có, xài không đủ nước xài, nhín nhút cũng khổ lắm. Cái nguồn sinh hoạt của mùa nắng này về trước hết là cái về nguồn nước. Nguồn nước thì ở bà con ở gần ven sông thì có thuận tiện được ghe chuyên chở vận chuyển về. Còn trên gần lộ với trong đồng thì đường xá thì quá yếu, đường nhỏ hẹp nữa, rồi xe thì cung cấp nước không đủ. Ở địa bàn Tân Đại, trên địa bàn này chỉ có 2 chiếc xe vận chuyển nước về cung cấp bà con thôi. Nhưng suốt tháng nay là tôi thấy mấy chiếc xe này chạy không ngày đêm không có nghỉ, mà không đủ nước để sinh hoạt cho bà con. Thì tôi mong rằng là cấp trên đối với tỉnh của trung ương thì có cái chính sách gì mà để dẫn cái sửa đường lại và cái dẫn nguồn nước về cho bà con sinh hoạt ở địa phương ở vùng hạ sâu vùng xa này. Dù giá nước cao ngất ngưỡng nhưng không phải lúc nào cũng có thay đổi, nhất là những hộ sống ở các khu vực xa tuyến đường chính. Hàng tháng một gia đình phải chi ít nhất từ 300.000 cho đến 500.000 đồng để mua nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Đó là số tiền không nhỏ đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho 5 xã vùng hạ đang được huyện Cần Giuộc cho triển khai thực hiện. Hy vọng vào mùa khô năm sau, người dân vùng hạ của huyện sẽ không còn khát nước. Tiếp theo là một số thông tin về lĩnh vực y tế. Thời gian qua,
việc điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng methadone cho bệnh nhân nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Ngoài ý nghĩa dự phòng lây truyền HIV, chương trình điều trị bằng methadone còn mang ý nghĩa nhân văn, giúp người nghiện ma túy có thể trở về với cuộc sống đời thường, hòa nhập cộng đồng. Hiện tỉnh Long An có gần 1.800 người nghiện ma túy, trong đó có trên 1.000 người nghiện heroin có nhu cầu điều trị. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sau gần 3 năm thực hiện, chương trình điều trị bằng methadone đã điều trị cho gần 700 bệnh nhân nghiện ma túy, đạt 80% chỉ tiêu chính phủ giao đến cuối năm 2015. Ngoài Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, đến nay, chương trình được triển khai thêm các cơ sở điều trị tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc. Đa số người bệnh tham gia điều trị đã có những cải thiện tốt về sức khỏe, chuyển biến tích cực về thái độ và chất lượng cuộc sống, góp phần cải thiện về tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Có thể nói, việc điều trị cai nghiện bằng methadone đang mở ra hy vọng mới cho người nghiện trong cuộc chiến với ma túy. Trong thời gian tới, để chương trình đạt hiệu quả tốt hơn, cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của việc điều trị bằng methadone. Qua đó, huy động đông đảo các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, với nhiều sinh viên, chỉ cần nghĩ đến cảnh làm ruộng, chân lắm tay bùn, dầm mưa dãi nắng là đã ngán ngẩm. Chính vì vậy, không ai bảo ai, học xong đại học, đa số các cử nhân đều cố gắng tìm một công việc để ở lại thành phố. Tuy nhiên, không ít trường hợp khác lại quyết định bỏ cơ hội nghề nghiệp đang rộng mở để về quê làm nông dân. Anh Lý Minh Trí, hiện ở xã Mỹ Thành Bắc, huyện Đức Huệ, là một trong những cử nhân bỏ phố về quê lập nghiệp và đã thành công với sự lựa chọn của mình. Chăn nuôi kết hợp trồng trọt là lựa chọn của chàng cử nhân 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Lấy được bằng tốt nghiệp đại học, không mãi may tìm việc ở thành phố, mà anh Trí quyết định về Đức Huệ để thử sức, cha làm giàu ngay trên chính quê hương thuần nông của mình. Ngày trở về cũng là ngày khởi nghiệp, chỉ với 5-7 con heo, chăn nuôi nhỏ lẻ, và 1 hecta đất của cha mẹ trồng lúa năng suất thấp. Xuất phát điểm như thế nên Trí cũng gặp lắm gian nan thử thách. Tuy nhiên, điều đáng quý là càng khó khăn càng giúp anh thêm nỗ lực. Với sức trẻ và ước vọng làm giàu, anh đã tìm tòi học hỏi và thử nghiệm với nhiều loại cây trồng vật nuôi, biến vùng đất khó trở thành nơi sinh lợi nhuận với các loại cây trồng đang cho hiệu quả cao như qua thiên lý, chanh không hạt và trồng cỏ để chăn nuôi trâu bò thay vì chỉ chăm bẩm trồng lúa như trước nay. Lúc đầu thì mới vô thì cũng thấy cũng hơi nản, nhưng mà từ từ cái có cái đam mê, cái niềm đam mê, cái mình ráng cố gắng mình vượt qua. Bây giờ thì chưa bằng lòng, hiện tại mới bây giờ mới có khởi đầu thôi, thành ra hơi còn khó khăn. Thì sẽ cố gắng áp dụng những khoa học kỹ thuật giờ trong cái ngành chăn nuôi. Lấy ngắn nuôi chài, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Sau 5 năm từ ngày quyết định trở thành nông dân, anh Trí đã tích góp cho mình một tài sản kha khá với 4 hectare đất, hơn 30 con trâu bò, cùng hơn 20 heo nái và gần 60 heo thịt, mỗi năm cho thu nhập gần 400 triệu đồng. Có cha là ông Lý Văn Cương, một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, nên anh Trí cũng học được nhiều kinh nghiệm. Với sự giúp sức của cha, anh Trí đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại với quy mô hàng trăm con gia súc và cải tạo hệ thống nước tưới theo hình thức phun sương cho diện tích đất nông nghiệp để hạn chế công lao động. Kinh tế của mình như chẳng hạn nuôi heo, kinh tế của mình phụ vô thì đó là mới có. Như tôi làm lúa quanh năm, không bao giờ bán lúa, để lúa phơi vô nấu cháo pha với cám, như vậy là một nửa cám một nửa gạo của mình đó. Thì lát nữa nó kinh tế của mình nó mới có cao. Ngày xưa thì chăn nuôi nhỏ lẻ, còn bây giờ là chăn nuôi theo cụm, theo tổ, theo cái tổ hợp tác.
Nhất là các ấp hiện nay đang hình thành trong cái tổ chăn nuôi. Mỗi một ấp đều có một cái tổ chăn nuôi. Như vậy là bà con của mình làm ăn nó khá hơn so với những năm trước. Tốt nghiệp một trong những trường đại học danh giá của cả nước, nhưng dám từ bỏ nghề đã chọn để trở thành một nông dân thực thụ. Đó là một lối rẽ không dễ dàng, nhưng thực tế cho thấy quyết định của anh Lý Minh Trí là đúng đắn. Thực tế này cũng minh chứng cho một lẽ rằng niềm tin, nghị lực và ước vọng vươn lên sẽ là hành trang để những người trẻ thành công. Bây giờ là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ phòng tham mưu công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trên địa bàn huyện Cần Đức làm chết một người. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 107 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 81 triệu đồng, tước 6 giấy phép lái xe. Nội dung phần tin trong nước sẽ tiếp tục chương trình. Từ đầu năm 2016, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã khởi sắc trở lại với tổng giá trị xuất khẩu tháng 1 tăng 11%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, đầu năm nay thời tiết thuận lợi lại đang chính vụ cá bắt nên các tàu tích cực ra khơi bám biển. Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương của ba tỉnh trong tháng 1 tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 1.400 tấn. Trong đó Phú Yên là 640 tấn tăng 16,4% so với năm trước, Bình Định 500 tấn và Khánh Hòa là 305 tấn. Nhờ sản lượng đánh bắt tăng nên hết tháng 1, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt 36,9 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số các sản phẩm xuất khẩu tháng 1, cá ngừ phi lê tăng mạnh hơn 68%, tổng giá trị đạt hơn 18 triệu đô la Mỹ, tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thời điểm này. Thưa quý vị, trước tình trạng xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại đồng bằng sông Cửu Long, những giải pháp cấp bách của các địa phương trong khu vực đã được đưa ra. Tuy nhiên, về lâu dài, cần những giải pháp căn cơ khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Trước đây, vùng đất thuộc ấp Kinh Tư, xã Dòng Kè, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nhiều năm trồng lúa hai vụ không hiệu quả do nước mặn xâm nhập. Có những năm người nông dân trắng tay do tình trạng này. Hai năm gần đây, bà con nông dân ở ấp Tư Kênh đã chuyển đổi vùng đất thường xuyên bị nước mặn xâm nhập sang nuôi tôm. Đến thời điểm này, những hộ nông dân ở đây đã có thu nhập ổn định. Năm nay đó, coi như là mấy cái vùng tôm này là toàn bộ bà con đều đạt kết quả, người bắt 50, 100 ngoài triệu. Rồi là tiếp tục là tại thu hoạch đó là cá mắm đồ này kia, một miếng vuông thì có thể người ta vẫn là thu hoạch cá mắm thì cũng vài chục triệu được. Thì cái kinh tế người ta vẫn sống được nếu là có điều kiện mà để ngăn cái đập ngoài kia cho nước mặn nó thông vô đây để bà con người ta là làm vụ lúa vụ tôm thì coi như là chắc cú là cái kinh tế bà con của nông dân ở đây là thể phát triển nhiều, có hiệu quả. Không chỉ có nông dân, công ty cổ phần thương mại và sản xuất Diễn Phú tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã chủ động thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng trên chính đồng ruộng của mình để sản xuất hiệu quả. Mặc dù thời điểm này các địa phương tại tỉnh Cà Mau bị thiệt hại nặng nề do hạn hán và xâm nhập mặn, nhưng ruộng lúa công ty cổ phần thương mại và sản xuất Diễn Phú vẫn cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Cái khâu mà để thiết kế đồng ruộng ban đầu là mình phải xây dựng cái hạ tầng và mình phải đào kính mương để mình tích trữ nước. Cái thứ hai là mình phải lựa chọn một cái quy trình mà canh tác là sử dụng ít nước lại. Và cái thứ ba nữa là mình phải sử dụng những cái nguồn giống hoặc là những cái chế phẩm mà nó có thể thích ứng trong cái điều kiện mà khắc nghiệt của biến đổi khí hậu cũng như là cái độ mặn là nó gia tăng. Sự mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi tại các vùng thường xuyên bị hạn, xâm nhập mặn rõ ràng đã có hiệu quả. Tuy nhiên, với những người nông dân thì cần những giải pháp đồng bộ hơn từ chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay đó thì để mà ứng phó với cái biến đổi khí hậu rồi cái nước biển dân này đó thì đối với ngành nông nghiệp thì cũng tập trung có mấy hướng. Hiện nay thì cũng đang nghiên cứu đó là xây dựng, chuyển đổi cơ cấu mà về cái cây trồng. Cái thứ hai nữa thì hiện nay ngành cũng tập trung để mà xây dựng các cái mô hình. Rồi hiện nay là chỉ đạo các cái mô hình như là cái mô hình là luân canh tôm lúa. Thì hiện nay thì chúng ta làm cái mô hình này thì dựa vào cái điều kiện sinh thái ở từng vùng. Giải pháp phi công trình
tức là chúng ta tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để người dân chủ động đối phó với việc xâm nhập mặn, chủ động tranh thủ tối đa các cái nguồn nước ngọt để tưới cho cây trồng và tích nước. Thứ hai là người dân hiểu về các cái kỹ thuật để mà chủ động canh tác thích ứng với xâm nhập mặn. Có thể thấy, để ứng phó tình trạng hạn và xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, cần những giải pháp đồng bộ cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó phải kết hợp được cả giải pháp công trình và các giải pháp phi công trình, và đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân đối phó với biến đổi khí hậu, khi mà vùng đất này được đánh giá là chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu trong những năm tới. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 1 năm 2016, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm trên cả ba mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương và không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút. So với quý 1 năm 2015, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm 2 vụ, số người chết giảm 10 người, số người bị thương giảm 8 người, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút. Cũng trong quý 1 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý gần 128.000 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước số tiền hơn 52 tỷ đồng, tạm giữ gần 1.400 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm. Thưa quý vị, những ngày tháng 3 này, có dịp dạo quanh các khu đất trống trên địa bàn thành phố Tân An, người ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng hàng trăm chú diều với đủ kiểu dáng đang no gió bay lượn trên bầu trời. Những khoảng không gian hiếm hoi vùng đô thị đã trở thành nơi thư giãn không chỉ của trẻ con mà ngay cả người lớn cũng hào hứng tham gia sau một ngày mệt nhoài với công việc. Trong những phút cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những cánh diều đầy màu sắc. Thả diều là một thú vui mang đậm nét thôn dã. Bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn, người ta có thể chọn cho con em mình những chú diều với kiểu dáng đa dạng, phong phú, đẹp mắt hơn so với những cánh diều ngày xưa, chứ đơn giản là những tờ giấy bào hoặc thậm chí là giấy báo dán lại với nhau. Vùng đô thị không có những cánh đồng lộng gió để diều thỏa thích căng mình. Thế cho nên những khoảng không hiếm hoi như thế này cũng tạm đủ để diều chuyên chở những niềm vui tuổi thơ. Nói chung là thiếu nhi không có cái niềm vui nào bằng niềm vui chiều đi thả diều mà. Cái niềm đam mê của tất cả mọi người lúc còn trẻ thơ cho tới lớn nó đều như vậy. Nhưng mà trong cái địa bàn thành phố mình hiện nay rất là chật hẹp, không có cái chỗ nào để cho các cháu thiếu nhi buổi chiều nó tập hợp lại để nó thành một cái câu lạc bộ thả diều nó vui chơi đó. Để đáp ứng cho nhiều thành phần khách hàng, dịch vụ cung cấp diều cũng đa dạng không kém. Tại thành phố Tân An, diều được bán trong mức giá dao động từ 35 đến 100 ngàn đồng một con. Thông thường, diều được làm chủ yếu bằng giấy, vải, ni lông. Trong đó, loại được giới trẻ ưa thích nhất là diều làm bằng vải có giá bán từ 20.000 đến 60.000 đồng một con. Tháng 3 hàng năm, thời gian lý tưởng để thả diều. Nhưng có điều cần lưu ý là các bậc phụ huynh không nên để con em mình thả diều ở những vị trí gần các nguồn điện, dây điện và các thiết bị dẫn điện khác, cũng như trên các tuyến đường giao thông để tránh những sự cố đáng tiếc. Cũng đồng nghĩa với việc giữ cho niềm vui thơ trẻ được trọn vẹn hơn.